Ở đây là cái khu của anh Năm mọi người ơi. Em mới đi gửi cái lồng chim với lại cái con chè lửa đuôi 21 đi về Sóc Trăng rồi. Năm nay anh chị em thấy kinh tế nó rất là ảm đạm luôn. Có thể là anh chị em có thể đoán được đây là cái khu, cái trung tâm ngoài quận 5 nè anh chị em ạ. Mà mặt bằng rồi này nọ coi như là người ta bữa nay người ta nghỉ Tết sớm đó mọi người. Đây nè, những quán ăn rồi những cái cửa hàng đồ này nọ, người ta dẹp, người ta nghỉ Tết sớm rồi. Năm nay anh chị em thấy không, kinh tế nó rất là khó khăn đó, cho nên đó là anh chị em mình nào mà sử dụng coi như là tiền đó là mình phải cân đong đo đếm nữa. Đây là cái khu này là khu người ta bán ba cái đồ dạng như là chợ trời đó, đủ thứ loại đồ đó, đồ gì cũng có, xà beng rồi búa rồi ốc vít con tán rồi nói chung là nhiều lắm đó anh chị em thấy không, cửa hàng đồ này nọ nè rất là nhiều luôn, nhưng mà đa số là thấy họ nghỉ cũng rất là nhiều anh chị em à. Bây giờ em đang chuẩn bị em chạy về nhà đó anh chị em thấy không, đây nè nguyên cái khu này là người ta kinh doanh phải nói là rất là sầm uất luôn, nhưng mà bữa nay là coi như là đóng cửa, phải nói là chắc là người ta nghỉ Tết sớm mọi người anh chị em thấy không. Những cái cửa hàng nè đó người ta nghỉ nghỉ Tết sớm rồi đó, nguyên cái dãy bên này người ta nghỉ hết trơn luôn nè, đóng cửa hết trơn rồi đó. Đây là quận 5 nha mọi người nha, đó đây là quận 5 luôn đó, mà còn như vậy đó huống chi là những cái quận khác. Cho nên là năm nay có thể là em sẽ nghỉ Tết rất là sớm luôn anh chị em à, nghỉ Tết rất là sớm luôn anh chị em thấy không, đó cửa hàng đồ này nọ đã đóng cửa hết trơn luôn. Rồi bây giờ thì em lên cho quý anh chị em mình xem một cái bộ chim hút mật 5 màu mái. Thì cái lồng này hôm bữa em hiện tại nha, bây giờ em nói hiện tại đi cho nó dễ hiểu nè, cái lồng ngoài lồng tre nè đó. Hiện tại thì ở trên các cái trang mạng xã hội đồ này đó, người ta hay hay rao bán là 550k nha anh chị em nha. Lồng lồng phong cao, lồng này hình như là từ hình như bề ngang là 27, còn chiều cao hình như là 40 đó, từ chân lên chiều cao là 40 đó. Thì bữa nay là cũng gần cuối năm rồi, em còn gì em bán đó nha anh chị em nha. Thì cái con chim mái này là hôm bữa em về dưới quê em đi bẫy nè anh chị em nè, nó vô đá trống luôn, nó giữ chim lắm đó, vô đá chim trống luôn đó, cho nên là em thấy nó giữ, em giữ thấy nó giữ chim quá cho nên là em giữ, là em nuôi ha đó. Thì hiện tại thì em đang tập cho nó ăn cám hạt thôi nha, em đang tập cho anh cám hạt thôi, nó chưa có ăn cám cứng đâu nha đó, ăn cám sệt như này nè. Thì em bán cái chủ yếu là em bán cái lồng này thôi nha đó. Cái lồng này thì hiện tại em để cho anh chị em mình coi như là 450 cành ha đó, nếu mà lấy luôn cái mái này nữa là 500 cành đó, coi như là cả bộ như thế này nha đó. Lồng tre rất đẹp nha anh chị em nha, nó lồng này là coi như là đi thi là bao bao cho em đi thi coi như là không có bị lỗi nha. Lồng tre rất đẹp nha anh chị em nha, đó đầy đủ phụ kiện nè, móc áo, wow. Mấy bữa thì nó ho ho, bữa nay thì hắt hắt xì hơi do lạnh ấy, lộn do sớm quá đó. Cả bộ như thế này nha, cả bộ chim hút mật 5 màu mái này nè, cho anh em về nuôi. Con này thì em dự định là em nuôi để mà đi bẫy anh, để nuôi để đi bẫy bắt, tại vì bây giờ bắt đầu nó vô mùa chim non rồi đó, cho nên là đi bắt chim chim truyền đó mọi người. Nó con mái là thường là đi để đi bắt chim truyền, nhưng mà nếu mà anh chị em nào mà ở Sài Gòn á không có chim mái thì có thể lấy chim mái về để nuôi dụ trống cho nó sung nha anh chị em nha đó, không có lỗi gì hết nha anh chị em nha đó. Cả bộ như thế này giá là 500 cành nha anh chị em nha, 500 cành thôi cả bộ như thế này nha. Rồi tiếp theo đây là cái chương trình mini game tặng chim chè lửa đuôi 2008 đó, giống như ngày hôm qua. Thì anh chị em chịu khó bình luận giúp em cho nó đúng cái trò chơi, cái mini game này đó, cho nên là nếu anh chị em nào mà bình luận đúng như theo cái clip em nói là một cái, thứ hai nữa là em sẽ mô tả
ở trên cái tờ giấy này cho anh chị em mình xem luôn ha. Anh chị em chịu khó bình luận hợp lệ thì em sẽ tặng ha. Còn nếu như bình luận mà nó không hợp lệ, đó có trúng thì em cũng không có tặng chim được. Và anh chị em lưu ý nha, chỉ mỗi một người được bình luận một lần thôi nha. Đó, anh chị em nào mà một cái tài khoản mà bình luận hai lần là không được nha anh chị em nha. Đó, thì em sẽ tặng cho anh chị em nào là người may mắn. Rồi, cái trước tiên anh chị em chịu khó nè, đó, giống y như ngày hôm qua, chẳng có gì khác cả. Anh chị em chịu khó nè, anh chị em viết giùm em nè. Kè lửa nè. Đó, anh chị em viết giùm em nha, kè lửa nha. Rồi, đừng có cắt viết gì hết. Đó. Rồi, thí dụ như là bây giờ ba cái số mấy anh chọn nè, ví dụ như em nói nè 2 3 4. Đó, đây là ba số của mấy anh chọn ha. Rồi, tiếp theo nữa, anh chị em chịu khó nhớ nhớ nha, chấm phẩy gì đó ghi giùm em bốn cái số đuôi điện thoại, ví dụ như là 1 2 3 4. Đây là cái điện thoại của mấy anh đó. Đây là cái số điện thoại nè. Rồi đây là cái số mấy anh chọn nè, số ngẫu nhiên đi ha. Đó, số ngẫu nhiên. Đó. Số ngẫu nhiên nè. Rồi đây là cái cú pháp để mình tham gia nè. Đó, anh chị em chịu khó ghi giúp em đó ba cái tiêu chí như thế này. Đó, trúng một cái là em tặng cho mấy anh lên ha. Đó, cứ trúng một cái em tặng lên. Hôm nay là thứ hai, hình như là hôm nay là sổ số hôm nay thứ hai, hình như là đài thành phố Hồ Chí Minh hay sao đó. Thì anh chị em chịu khó nhớ nha, 4:10 là kết thúc cái bình luận, và anh chị em chịu khó nhớ đoán giùm em trúng ba cái số cuối của giải đặc biệt sổ số kết thúc vào lúc 16:00 chiều nay nha. Sau 16:00 chiều anh chị em nào bình luận có trúng thì em cũng không có tặng giải đâu. Đó, nhớ đó là cái quy tắc cuộc chơi ha, chim là em tặng miễn phí, còn tiền ship mà ví dụ như gửi về nơi các anh á, thì nó cũng chẳng bao nhiêu hết. Đó, giống như là bình thường mà em hay gửi đi cho các anh thôi, nó cũng chẳng bao nhiêu tiền đâu. Đó, cho nên là anh chị em chịu khó thanh toán cái tiền ship giùm em, còn tiền chim là hoàn toàn miễn phí nha. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình xem cái con kè lửa đuôi 2008 đẹp lắm nha, bữa nay cho tắm rồi đẹp lắm. Rồi, đây là cái con kè lửa mà đuôi 2008 mà em nói với mấy anh nè. Đó, tướng rất là mini, cánh dài, đuôi hơi tôm nhẹ nha anh chị em nha. Đó, thì cái sổ số hôm nay á, là đài thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, anh chị em chịu khó nhớ, cái thứ nhất nhớ là đoán trúng giùm em cái, ấy xin lỗi, đoán đúng giùm em cái hồi nãy em có viết ra cái tờ giấy cho anh chị em mình á. Đó, nhớ chọn thứ nhất là chọn ba số, cái thứ hai nữa là nhớ ghi cái số điện thoại của mấy anh nha, chứ nhiều anh không có chịu ghi số điện thoại, lỡ có trúng thì em rất là khó xử nha. Đó, và anh chị em lưu ý nha, mỗi một người là được bình luận một lần, được chọn một số nha. Đó, mỗi một người là được chọn một số, đừng có. Còn thí dụ như anh chị em nào mà một người mà anh chị em có nhiều tài khoản thì anh chị em có thể chọn được nhiều số, đó là cái chuyện của mấy anh. Đó, còn ở đây, nhưng mà anh chị em chịu khó lưu ý nhớ giùm em nha, chọn ba số xong rồi nhớ ghi lại giùm em bốn cái số đuôi điện thoại giúp em nha, nhớ nha. Ủa, bữa nay hết đơ luôn rồi mọi người, bữa nay đẹp luôn rồi mọi người. Ủa, đuôi 2008 tướng dài nè, đuôi tôm nhẹ bản lớn nè. Ủa, rất đẹp luôn ha. Đó, kè lửa nha anh chị em nha. Rồi, qua bên này xen kẽ lọt khe. Đó, bữa nay lọt khe có một con than tuyển rất là đẹp nha, to xòe ha. Con này thì giá nó 350k nha. Đó, rất đẹp anh chị em à. Hàng rừng nha, hơi nhát nha. Đó, chưa qua cám, anh chị em chịu khó về nuôi nhớ vô cám cho nó giùm em nha, tập cám cho nó. Đó, bữa nay coi như là kinh tế nó khó khăn rồi, Tết năm nay là nghỉ sớm đó, cho nên là họ tranh thủ có gì em bán đó nha anh chị em nha. Rồi, chúc tất cả quý anh chị em ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong một cái video tiếp theo nha mọi người nha.